Có để cho anh ngủ không? Cậu muốn lấy dấu mộc nữa không? Muốn, muốn chứ. Tôi cho cậu 30 phút để có mặt tại nhà tôi với một phần bánh mì không rau ngò, không ớt, nhiều dưa chua cùng một ly espresso 2 shot. Cái gì số? Số cái gì? Bánh mì không thịt á? Alo? Alo? Đồ ăn sáng của anh này. Cũng trưa rồi, tôi không muốn ăn bánh mì nữa. Đi mua bún bò cho tôi. Anh có ổn không đấy? Tôi tới đây để làm việc chứ không phải là mô xin. Anh cũng một vừa phải phải thôi. Là con người chứ phải cỗ máy đâu. Cậu tới đây là để làm mô xin mà. Tôi đói rồi, đi mua lẹ đi. Anh trai, dù anh có là gay thì cũng là đàn ông mà. Sao anh thủ dai thế? Nói nhiều quá, lẹ cái chân giùm. Giờ tôi đi đường tôi có chuyện gì, anh có chịu trách nhiệm được không? Bắt Grab, đi taxi, thiếu gì biện pháp an toàn, sao không xài đi? Anh... tôi không làm nữa. Ok, cứ nghỉ việc đi, tôi sẽ không có dấu mộc. Kệ mẹ dấu mộc, tôi không làm việc với tên yêu quái giết người từ từ như anh. Cậu nói ai giết người? Nghe rồi thì đừng có hỏi lại. Vừa mặt liệt vừa điếc. Ê, đứng lại. Đéo. Thằng điên này.